Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì Nhi sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một cái món bánh cuốn đơn giản, nhanh cấp tốc. Chỉ với hai loại bột đơn giản là mình đã có ngay một món bánh cuốn trong dai mềm, ăn rất là ngon. Và Nhi có cái cách lấy bánh ra rất là hay. Và trong video hôm nay thì Nhi sẽ chia sẻ một cách chi tiết nhất để mọi người ai cũng có thể làm thành công. Đầu tiên thì mình sẽ đi pha bột. Mình cho vào đây là 1 chén rưỡi bột năng. Còn số lượng cụ thể đó thì mình sẽ ghi phía trên màn hình để các bạn xem rõ hơn ha. Tiếp tục là 1 chén bột gạo, 1/4 thì cà phê muối. Mình cho tiếp vào đây là thêm 3 chén nước lươn. Mình sẽ cho vào từ từ. Sau đó thì mình sẽ khuấy lên cho cái bột mình nó đều ha. Lúc nãy á, thì mình có cho vào trước là 1 chén rưỡi nước rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho hết 1 chén rưỡi nước còn lại vào đây luôn. Như vậy á, là tổng cộng là mình đã cho vào đây là 3 chén rồi ha. Rồi, pha bột xong á, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái gây. Sau đó thì mình sẽ gây bột qua một lần nữa để cho cái phần bột của mình á, nó được mịn hơn. Và bột của mình á, nó cũng đỡ cái bị dơ nữa đó. Rồi, phần bột như vậy là được rồi. Với món bánh cuốn chảo này thì quan trọng nhất là ở khâu chán bánh. Thì một chút xíu nữa Nhi sẽ chia sẻ thêm một vài mẹo nhỏ để mình chán bánh nó không có bị khô, và khi chán bánh nó cũng dễ dàng nữa. Để bánh nó có độ mướt hơn thì mình sẽ cho thêm vô đây 1 muỗng canh dầu ăn nữa. Nếu mà các bạn làm cái bánh cuốn nồi hơi thì các bạn khỏi cho vô cũng được. Tuy nhiên thì mình làm bằng cái bánh cuốn chảo đó, nên mình sẽ cho vô đây 1 ít dầu ăn để khi mình chán bánh nó đỡ có bị dính ha. Bây giờ thì mình sẽ đi xào nhân. Xào nhân này thì mình sẽ xào ở lửa lớn. Mình cho vô đây 1 ít dầu ăn. Giờ mình sẽ cho tiếp cái tỏi và hành tím nó băm nhuyễn vào đây. Cái phần tỏi thì nó sẽ hơi ít cái hành tím chút xíu nha các bạn. Tỏi và hành tím nó thơm hết rồi nè. Giờ mình sẽ cho tiếp cái phần thịt băm vào đây luôn. Thịt băm á, nếu mà mua ngoài chợ á, thì các bạn nhờ người bán xay 2 lần ha. Nếu mà ở nhà mình băm á, thì các bạn chịu khó mình băm hơi nhuyễn chút xíu để cho cái thịt của mình á, nó dễ tơi hơn. Thịt nó bắt đầu tái tái như vậy nè thì mình sẽ cho tiếp cái nấm mèo vào. Lúc này á, thì các bạn cũng đảo nhanh tay nha để cho cái phần nấm mèo nó chín á. Khi nấm mèo nó đã trong lại như vậy nè thì mình sẽ nêm gia vị vào. Mình nêm vào đây là 1/2 muỗng cà phê dầu hào, 1/2 muỗng cà phê đường và 1/2 muỗng cà phê nước mắm, và cuối cùng là 1 ít hạt nêm. Mỗi loại thì mình nêm vào đây là khoảng 1/2 muỗng cà phê nha. Và các bạn có thể nêm vô đây thêm một chút xíu bột ngọt cũng được nữa, nhưng mà lúc nãy nhưng quên nêm vào rồi. Rồi, như vậy là cái nhân của mình đã xong rồi nè các bạn. Mình bao cái mâm bột thực phẩm này lên cái nắp nồi để chút mình lấy bánh ra. Mình bao khoảng là 2 đến 3 lớp để cho nó chịu nhiệt tốt, với lấy bánh ra cho nó dễ. Nếu mà không có cái mâm bột này á thì các bạn thay bằng giấy bạc cũng được nữa, lấy rất là dễ luôn. Mình thoa lên màng bột 1 ít dầu ăn để chút mình lấy bánh ra nó không có bị dính. Mình mở lửa nhỏ vừa cho cái chảo nó nóng lên. Các bạn nhớ đừng có lợi lửa to quá. Lửa to quá thì cái bánh nó bị khô. Giờ mình đậy lại để cho cái chảo nó có cái hơi. Chảo lúc này nó nóng rồi. Bây giờ mình sẽ đi chán bánh. Cho bột vào thì mình lắc đều. Sau đó thì mình sẽ chắc bớt cái phần bột thừa đi. Lúc này thì mình sẽ dùng bình xịt phun sương nè. Mình xịt khoảng 2-3 cái ha, để cho bánh của mình nó không có bị khô. Lúc này thì mình sẽ đậy lại cho bánh nó chín. Bánh này nó rất là nhanh, các bạn để khoảng 20 đến 30 giây thôi là bánh đã chín rồi. Khi mở ra thì bánh nó có độ phồng nhẹ và nó trong như vậy là được. Giờ để mình lấy ra. Đây, bánh nó trong rồi nè. Nhưng cái phần viền bánh thì nó sẽ hơi bị khô. Một chút khi mình cuốn lại thì bánh nó sẽ dịu xuống và nó mềm xuống thôi. Các bạn ăn nhân bao nhiêu thì mình sẽ cho vào bấy nhiêu. Cuốn thì cũng có rất là nhiều cách cuốn.
Các bạn cuốn kiểu nào cũng được hết á. Đây các bạn coi nè, khi mình cuốn á, thì cái bánh nó sẽ dịu lại như vậy nè. Nó rất là mềm luôn. Mà nhìn rất là ngon ha các bạn. Để làm bánh cuốn cho nó nhanh thì sau khi các bạn cuốn cái thứ nhất xong, sau đó các bạn lấy ra rồi mình cuốn tiếp tục cái cuốn thứ hai. Rồi mình sẽ quay trở lại cái bánh đầu tiên, mình cho nhân vào và mình cuốn. Đó, như vậy rất là nhanh luôn. Rồi mình làm tương tự như vậy á, cho đến hết luôn. Và đây, bánh cuốn mình đã tráng xong hết rồi nè. Chỉ mất khoảng 30 phút thôi là mình đã có ngay một món bánh cuốn thơm ngon cho bữa sáng của gia đình. Bánh cuốn này thì các bạn có thể ăn cùng với nem, chả, nước mắm với một ít hành phi cũng rất là ngon. Bánh khi cắt ra thì nó có độ trong, dai, mềm dẻo, rất là ngon và không có hề bị khô luôn các bạn. Đây các bạn coi nè. Mình sẽ cho lên đây một ít dưa leo, một ít quế, rau thơm. Rồi, gãi lên đây thêm tí hành phi nữa nè. Nhìn rất là hấp dẫn ha các bạn ha. Còn nước mắm á, thì các bạn ăn bao nhiêu á, thì mình sẽ chan vào bấy nhiêu ha. Và trong video lần sau á, thì Nhiên sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm nước mắm để ăn cùng với bánh cuốn, bánh ướt. Nếu bạn nào quan tâm á, thì cùng làm với Nhiên ha. Đây, bánh cuốn của mình á, rất là trong và dẻo dai luôn nè các bạn. Đặc biệt không có hề bị khô luôn. Và mình xin mời các bạn nha. Và đến đây thì mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian và theo dõi hết video của mình. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.